Cũng được, kẹo thì thơm lắm. Tao không đi là nó lo tính tiền cái cửa tao. Mấy ngày thấy nó xin chày lắm. Lẹ. Rồi chú Ngọc đây ba. Có TV xin chào cả nhà nha. Cái vui cả nhà đến video theo của mình. Hôm nay mời cả nhà cùng xem xếp bây giờ đánh đôi cả nhà. Kèo song tôm giữa chú Ngọc với em Tiền. 1-1. Kèo song tô 80 điểm đồng nha cả nhà. Tiền này là đang quánh là Tiền ở Trường Sinh. Tháp 10 hôm nay Tiền tới giao lưu với kênh mình nha cả nhà. Hôm nay Tiền với chú Ngọc 1-1. Kèo song tô 80 điểm đồng. Cô chúc cho mình 1-1. Giờ mời ông bà cô chú anh chị em xem xếp bia đánh xong tôi với mình luôn. Thôi có chồng tài chứ sao không có. Ba điểm đầu tiên cho đội của chú Ngọc với em Tiền. Thì mình có nói lúc đầu nha, em Tiền là tay cơ Trường Sinh, hôm nay tới giao lưu với kênh mình, nó xuất hiện cho clip mình đầu tiên đó nha. Một thì mình bị vàng với cô chúc. Bị vàng sẽ bị vàng này bên đội mình cứ một chút là bị vàng đó nha. Em Tiền với chú Ngọc bị trắng. Hai lúc trước là mình đi chị Sưng giao lưu cái nhảy, hôm nay về đến đây thì em Tiền lên giao lưu với kênh mình. Giờ tao nguyên là gì? Không có ăn cố. Hai. Cả nhà clip mình hay nhớ cho mình một lượt đăng ký kênh cái nhảy, nhận được những thông báo mới nhất của kênh mình. Một lượt like, một lượt chia sẻ đang có động lực ra nhiều dấu hay hơn nữa cho nhà xem. Hôm nay xếp bia xong tô này là anh Phú làm là người ghi điểm là trọng tài nha. Hai điểm đầu tiên cho đội mình của Dúc. Ủa đâu có cơ trời. Hai nữa là bên đội chú Ngọc 5 điểm nha, 5 điểm số giờ 52. Học à? Nó còn nè. Nó còn nè, nó chưa có cho bọn nó. Quá em ơi. Ê. Bé ai? Cho xin một nước mắm. Nước mắm. Hãy subscribe.
Nhưng nó bị tắt hoài. Hay quá. Quá hay, hay. Lên. Hay quá rồi. Hai. Hay quá. Năm. Có hùng vô 50 không chú An? Mời ông bà trước em hồi xưa xem cái đi. Trời ơi.
Xong tô à, kẹo xong tô này à. Ủa chờ được mấy em ra đây vậy đó hả? Cũng đâu chưa đem luôn. Điểm cuối cùng là quán tao ăn cái nhảy. Điểm cuối cùng là bằng ngang rồi. Cuối cùng là bằng ngang. Cho gì mà đâu ở lầu em trời. Quá đẹp cái nhảy. Đẹp ra tới rồi. Dạ em mời cả nhà uống trà đường với em, chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài cả nhà ơi. Quá tiện. Một. Nhẹ thôi bông. Mỏng đi. Mỏng. 4. Năm. Sáu. Bảy điểm cái nhảy. Trời ơi. Thiếu à. Bảy đến 17 cái nhảy. Ủa con là Pháp. Thank you.
quá dày. Dạ anh. Điểm số giờ 17-16 các nha, quá hấp dẫn các nha. Xin bây giờ này điểm cuối cùng là 3 băng nha các nha. Quá đẹp tiền ơi. Để nói trắng được tiền về luôn nha. Dễ vậy. Nhỏ nhìn anh hoài kìa. Cấp cho tiền có bánh này, này cái pizza này cho tiền trong tô này nè, có bánh chưa? Quá đẹp nha. Đúng luôn. Ai, người nào trúng người đó điểm. Kèo sông tô này là hôm nay trên mạng đang hot nha các nhà, là của anh Trần Quốc Chiến quánh ba băng nha các nhà, vô địch thế giới luôn các nhà. Bây giờ quê mình đây là quánh tự do các nhà, không có kèo ba băng giống anh Trần Quốc Chiến. Chơi cho nó xấu dữ nè. Thầy chú chơi nhậu rồi. Hai. Năm vô giống. Sáu. Đá rồi nhầy. 6 anh Phú ơi. 6-23. Thank you.
Quá đẹp em ơi. Lại phú kêu nữa cho anh Phú. Phú ơi, có kêu nước uống chưa? Uống gì kêu việc làm? Ngồi chịu queo hả? Bốn cái tiền. Dạ, bốn đến 23 điều. Hay quá bộ ơi. Có nhiều nhiều mới được bộ. Bốn là Phú ơi, bốn là 27. Qua ba băng dài em coi với Ngọc cho. Quá đẹp. Giờ 3 nữa 26. Yeah.
ba chứ Ngọc. Giờ ba đi 29. Thôi nó ngoan à. Cô thấy nó được lúc nó không được. Tuyệt vời, tuyệt vời. Quá bộ ơi. Qua đây nè tiền, qua qua băng dậy mình tiền. Hay quá. Ba. Giờ ba nữa là 32. Bộ ơi. Hai. Ba anh Phúc ơi. Ba anh Phúc. Ba anh ấy 30. Hai em Phú ơi. Hai nữa 34. Tuyệt vời. Hay quá. Nói ai, nói ai. Hả, hay quá. Chị phẩm nghe nhà, tặng cái nhà chị phẩm nghe nhà. Quá đẹp. Vô mấy trái đó mới đã. Ba tiền. Dạ ba nữa 37. Có cái này à? Có cầu hả? Có chút ạ.
3730 cái này quá hấp dẫn cái này. Ôi dồi. Tính bè đi nước gì. Quá mỏng rồi. Quá ủng vậy. Lo mà. Vâng. Quá đẹp. Này nước 39. Đi gì là bên đây đủ phê rồi, đi cái lớn nha thầy chị nói. Ôi ôi lỏng dữ ta. Ừ vậy đó mới thấy à. Này. Hay. Giờ em đón chứ đâu được quánh. Hai anh ơi. Hai nữa 32. Dạ vô bích đường luôn đó nha, chỉ còn đón thôi. Bao chú Ngọc. Quá đẹp anh ơi. Qua băng giày mình tiền, qua băng giày mình. Ba điểm không? Bốn. Bốn người bên tay. Dạ bốn nữa, 43. Không được kéo hát câu thế hát vô.
Đây. Hay đó. Cắm rồi xuống một chút, cắm rồi chút là nó hòa vừa thôi, sọt qua cho đi ra cho mỏng gì đó. À, thì em không đánh bằng nó được rồi. Hai. Hai bộ ơi, không biết luôn. Chạy ra ngoài đi trời. Rồi. Đó lại cái đây. Ừ. Và muốn cùng bà. Hay quá bộ ơi. Giống như thế. Quá đẹp. Quá đẹp tiền anh. À giờ kêu muốn ăn chưa nãy? Có ăn gì đó. Ăn từ sáng giờ luôn hả? Xong này kêu cơm vậy. Hay quá. Bốn nữa, 47. Thách số 4 rồi nè. Hay quá bồ ơi. Vỗ tay anh em. Đá gà bị khô. Đá trả lời nha. Đẹp. Vỗ tay luôn. Vỗ tay lên em. Hai. Hai. Phú lấy cái cơ đi bạn Phú. Hai em Phú ơi. Để xuống rồi, không bếp lên. Hai nữa 36, 36, 47. Bên đội bạn đang ghép mình với cô Trúc 11 điểm nữa cả nhà. Tính ra này hai đội đồng 80 điểm. Đèo Sông Tô, Việt Dương. Điểm cuối cùng quánh ba băng nha cả nhà. Khó mà hai trái bị khó không thôi ơi.
gì tiền gì chiêu đi anh chiêu cho việc rồi. Liếm cái đã lưỡi không dày cái nhỉ. Sọc nhẹ vô giữa đi bộ tôi cho qua không được đó. Nhẹ thôi. Một. Hey. Đẹp kìa. Ô, đẹp cái này. Ô, đẹp kìa. Ba. Chút giờ có chuyến đi Đà Lạt ra anh tám nữa là lên cơ dữ dằn luôn đó. Bốn. Thằng nó chỉ ở giao ly gì ác ác đi trời. Vậy. Năm. Sáu nữa, 42. Thấy không? Thấy nó trúng mồm mồm rồi, sáu bị trúng rồi. Quá đều, quá hấp dẫn. Điểm cuối mình có nói nãy giờ nha, ba băng. Cực kỳ hấp dẫn luôn cả nhà. Thôi thôi đi chứ đó, lúc về cháu thấy chúng mà mờ. Mà lại tới đó nó quặn cái nó dưng. Lên đây nè, tiền này. Chúng chân quay anh, lên lên tính nè. Qua đây tiền đi, có không vậy? Rồi nè, mình chủ yếu đem lại những hình ảnh với âm thanh tốt nhất cho cả nhà nha. Có điểm không? Mấy điểm? 2 điểm. 2 nữa 49. Một. Bén một vừa tay một. Hai. Hai phút ơi. Hai nó 44. Xù yếu rồi nha. Rồi, đó.
Bên mình đang được điểm chỉ số nữa nha. Ồ, xem chút cái gì. Nay nó 51. Ôi, đi vô bộ, đi đâu? Mạnh không đánh mà đéo vậy á. Quá tệ cái này, cái này vô bi tệ. Ngọc có nữa. Đó, đó. Thứ gì chịu nổi đó nha. Thôi đâu quên. Tiền xong đó chú Ngọc cho miếng xăng đó chú Tiền. Tiền. Trời 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 trời. Trời. Ủa tao còn gì á? À tao gì? À gì mới sổ quá. Anh nhúng nữa ra liền cà phê chứ. Trời ơi rồi xui em rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Để dầu gà với em. Dạ thôi. Bỏ qua con dèm coi chứ. Dạ thôi. Đang bị vừa bánh nhạc, cứ vui vẻ là chính cái này. Những buổi trưa anh ông bà cô chú em dẫn ở đây bánh sẽ đi ra chạy đường với cà phê nữa nha. Rồi xong giờ clip, xong clip rồi mình hai như nói về nhà đó làm công việc riêng hết. Một cái chút. Một. Trời ơi trời. Đúng chi dữ rồi mụ. Trời ơi đâu mà trái đó mà vậy mà. Nằm ở đó gán đi được sáu đi. Cứ điểm giùm nghe. Năm hả Tiền? Năm nữa, 56. 56, 44 cái vậy. Nói từ giờ tôi mồi lửa. Tôi mồi lửa cho bộ tôi. Bộ tôi từ giờ đi ăn chất quốc vậy là. Tôi mồi. Sao kỳ vậy trời. Đó.
6 nữa, 62. Chưa từ. mờ mồi quá mồi lửa có xích xì cho đó nha, quá đẹp. Hay không ạ? Hay nữa, 64. Thank you.
Tám. Im cho bố. Tám không chú? Tám. Dạ tám nữa 52. Khó quá chú Ngọc. Quánh này né ra cho khán giả xem ha chú Ngọc. Wow, đẹp cái này. Siêu phẩm nữa. Công công biên đó nha. Rồi siêu phẩm tiếp cái này. Mấy đèn? 7 nó 71 con 9 nha các nhà. Bảy nữa, 71. Có rồi chút á. 80. 80. 80 điểm cuối quánh ba bằng. Hả? Không có con giò nữa coi cái đỏ nó dính gì nó giật lại đó chú Ngọc. Tôi chút ác thiệt, để tới lượt cho mình đỡ nha. Ba nữa 64. Không.
Này. Thở ra chút bột. Hai Ninh Phú ơi, hai nữa 54. Xong. 6 26 rồi nhỉ. Hay quá. Ê, thôi được rồi. Tốt. 6. Kéo lên nè. Sáu rồi này. Sáu một chút. Sáu. Sáu luôn nè. Sáu đến 60 rồi. 60 còn 20 cái nhảy. Bên tiền với chú Ngọc còn 6. Quá êm. Để từ ra này. Năm là phải thổi thôi nha. Quay là năm nữa 79 phải sổ.
còn một điểm ba băng nha các nhà. Ba. Đó này đi 19 đi. Ba. Ba. 4. Giữ đi 4. Ba em 90 rồi. 84. Năm. Lên. Năm cái nhận. Sáu. Trời ơi, trời 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 trời. Mỏng thì mỏng nhẹ chút, mỏng được không? Cái đường cũng lâu. Chín luôn chú. Mời. Đủ luôn cái này nó có chú anh. Mười một. Rồi quá. Chúng ta dịch con đỏ cái bụng. Ôi ôi đau lòng mấy em trời. Sao không có vô gà luôn. Ôi ôi vô gà không có tay. 12 nó 72. Ôi 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 trời tính dịch vô cái nó đưa qua cái ngon cơm rồi. Uống gì đâu trời. Đúng không? Hấp dẫn không kéo nè. Thấy hụt cái này kéo nữa. Còn một điểm. Gà lực ra chơi này là cũng khá là hay cái nhà cân bằng. Hấp dẫn. Trời ơi. Ừ. Siêu phẩm rồi cả nhà. Ủa quen ê, mạnh ơi. Đó rồi. Mạnh lắm. Hết tát 15 rồi đó. Ủa chị cũng ngày đến chút luôn á. Ngọt. Chúng cái đó chịu view luôn. Tán mạnh đỏ đi về đi chút. Vừa tay mạnh đỏ cho vậy. Có đi ghét luôn đi. Hai. Giờ hai hai rồi đó, bên kia chúng mình thua chứ sao vậy? Hai không chút. Hai. Ba hay quá. Sao đỏ luôn rồi. Còn dưới này chúng lên. Thấy không? 4 8 hả?
mắc tiêu cái gì đâu. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, bồ ơi. Trời ơi. Trời. Ô chúng cái đó là đủ tiền mà mờ rồi. 4-76. Vậy sao còn 4-1 nhỉ? Thì tới thiển của bên đây có tới 99 cũng phải 3 bằng à. 55.000 á thôi. Ok, cân bằng nghe nha, hấp dẫn. Đâu? Mày hiểu nào đó. Ừ, kéo qua bén gì mà thấy nó liếm cái đỏ là đủ tiền đó nha. Mà nó lòn luôn nha, quá đáng tiếc. Thôi, anh Phú. Cho công bằng đi. Anh chỉ hụt cái bên chú Ngọc thua cái đủ thừa đó. Cho cân bằng cái nha. Giờ ai quánh, ai quánh. Đó chú mấy bạn này. Đó cái này. Chắc điểm đi mọi, từ mình sửa. 1. Tốt, đừng đá. Ừ. Hai. Ê, hở ra bồ ơi. Hở ra. Hở ra. Cái này ngon. Cái này khó. Tứ nè bồ, tứ đỏ vậy nè bồ. Tứ đâu có được bồ. Được. Tứ sao bắt nghe trên cái dậu chút là nó dậy về ngay tay cô đó là chúng đó. Ừ, y game mà có quánh theo dậu vậy đó. Đúng rồi. Ra hình rồi đó, thôi học thôi. Hai năm Phú ơi, hai năm 78. 78 mà còn hai cùng một cái nhầy. Liệu cao này em tiền có kết thúc trận đấu không nha? Rồi để cho cô chúc cô quánh ba băng nha. Hay quá bộ ơi, móc xuống cái ba băng coi. Ừ. Ừ, bộ tứ trắng vậy, lẳng trắng đó, về đây nè. Thì đó, đường lẳng chứ đường nào nữa giờ vậy bộ. Vậy? Ok, nữa hơn nửa trái chút. Mỏng quá lòn á. Lắm, lắm bốn ơi. Trời ơi. Không có tính điểm một điểm của em nghe Phú. Em vẫn còn hai nha. 78. Một điểm ba băng đều nữa nha. Tiếng hụt cơ này mình vẫn trở về 78 cái nhà còn hai. Bên chú Ngọc với anh Tiền là còn một điểm ba băng. Thì tính lặng bên kia đó. Rồi. Trời ơi, đá vô nữa chứ.
Quá hay chú Ngọc ơi, tôi không thích đón đây nha. Chú Ngọc nhiều sức khỏe nha. Chú nhiều sức khỏe. Chú làm tiền nhiều sức khỏe nha, có em ơi. Còn một điểm cuối chú Ngọc quánh ba bằng quá đẹp đó nha. Bên mình còn hay nữa nha. Và bây giờ cho tem Pháp TV mình có chút nít tại đây nha. Sắp bây giờ này bên đội của chú Ngọc với em tiền ở trường sinh lên với kênh mình thắng nha. Bye bye nhà Thú ơi, Thú này ghi điểm nha các nhà. Bye bye, bye cả nhà, hẹn cả nhà lúc sau, bye bye. Hello.